Hôm nay mình hướng dẫn các bạn nấu món cá thu Nhật kho nồi đất nha, kho keo luôn. Thì cá thu Nhật mình mua về mình rửa sạch rồi mình cắt khúc, sau đó mình để ráo nước và mình cho vào cái nồi đất nè. Mình cho vào đây và mình ướp 15 phút, ướp để nguyên 15 phút. Trước tiên tôi cho vào một ít muối, đường, muỗng đường đó, và muỗng đường, nước mắm, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng nước mắm. Dầu ăn, và một ít tiêu. Một muỗng nước màu đường. Nước màu mình đã thắng rồi. Trộn đều lên để 15 phút. Để cho thấm gia vị khoảng 15 phút rồi mới bắt đầu bật bếp lên sau. Rồi cá đã ướp được 15 phút rồi các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu mình bật bếp lên ha. Bếp lên mình đợi cho nó sôi, một lúc nó thấm hết gia vị vào cá rồi mình cho nước vào. Cá này kho mặn này rất là ngon, ăn cơm mà rào mưa mà ăn cơm với cá này kho là ăn hết cơm luôn. Cá bắt đầu sôi rồi, sôi thì nước màu á mình ướp lúc với cá, thì khi mình đợi nè, mình đợi cá nó thấm gia vị thì màu nó sẽ là đẹp hơn, nó sẽ đậm màu lên. Cá nó đã thấm đều gia vị rồi mình cho nước vào hạt cá. Nhà mình thì mình cho nước bình thủy mà, cho nước vào ngập cá. Và mình để cá nó sôi cho đến khi nó cạn nước xuống, còn sắp dưới đáy nồi thôi. Keo lại, cạn keo lại, còn dưới đáy nồi thôi là cá nó đã chín và thấm đều thôi. Thường mình kho là chắc khoảng 15 phút là nó mới keo nước lại, rút nước lại nha. Cá giờ bắt đầu nó đã gần chín rồi, mình đã nấu được 15 phút rồi. Cá nhưng mà còn chính bây giờ mình nêm, mình muốn biết cá nó vừa ăn hay chưa là mình nêm cái này nè, mình nếm thử cái nước kho này ha. Nếu nước kho nó vừa miệng mình là tức là cá nó cũng vừa miệng mình sẽ nếm thử. Nước nó cạn rồi, nó còn xích xích xếp đến đầu thì mình tắt. Còn nếu mình thích ăn nhiều nước thì mình cứ để cỡ này mình chan cơm mình ăn, mình chấm rau luộc mình ăn. Còn mình muốn khô nữa thì cho nó khô luôn, mình đun mình đợi cho tới khi nó khô nước lại, còn xíu xíu với đít nồi thôi. Mình, cá này kho xong rồi thịt nó sẽ rất là cứng chắc, miếng cá rất là ngon. Đây, miếng cá mình phải là chính mình. Cá chín là mình bỏ tiêu vào, mình cho vào một xíu bột nêm, xíu bột nêm rồi mình cho tiêu vào, xong mình nhắc mình tắt bếp, mình cho tiêu vào. Chúc các bạn thành công. Nhớ đăng ký kênh mình để theo dõi nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.